Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là năm nay chúng ta chỉ còn hơn 3 tuần nữa thôi để chào mừng Ngày Bóng Đá Thế Giới của năm 2022 được tổ chức tại đất nước Qatar, Trung Đông rất xinh đẹp. Như chúng ta đã biết qua báo chí truyền hình, kỳ World Cup lần này là kỳ World Cup đặc biệt nhất, lớn nhất, với những công nghệ tối tân nhất sẽ được đất nước chủ nhà Qatar thể hiện cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Và hàng tỷ người trên cả thế giới đều hướng về đất nước Qatar, đúng không nào? Vâng, chúng ta còn nhớ 20 năm rồi từ khi đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đồng chủ nhà tổ chức World Cup bóng đá thế giới 2002. Và ngày hôm nay, 20 năm, chúng ta lại có một quốc gia châu Á tiếp theo là Qatar từ một mình đăng cai World Cup bóng đá thế giới, với số tiền đầu tư những năm qua lên đến số tiền được công bố là 220 tỷ đô la Mỹ cho kỳ World Cup lần này. Có thể nói một kỳ World Cup được đầu tư rất là hoành tráng, với những công nghệ được giới thiệu là tuyệt vời nhất, lần đầu cả thế giới sẽ biết đến. Chúng ta hãy còn nhớ 20 năm trước, khi đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức và đội tuyển Brazil đã gặp nhau trong trận chung kết, với ông trọng tài người Italia là Colina điều khiển, thì chúng ta thấy được đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 với hai bàn thắng của Ronaldo, và lần thứ 5 trở thành nhà vô địch bóng đá thế giới. Và cùng năm đó thì đội tuyển Hàn Quốc cùng vào đến bán kết, đội tuyển Nhật Bản cùng vào đến tứ kết. Vâng, hai đội tuyển châu Á của chúng ta cũng rất thành công tại kỳ World Cup lần đó. Và chúng ta hy vọng rằng năm nay, 20 năm sau, đội tuyển Qatar cũng sẽ làm nên lịch sử với một vị trí xứng đáng tại World Cup lần này. Vâng, để đồng hành với tất cả quý vị và các bạn thì Thần Thông sẽ có thời gian thì chúng ta cùng bình luận về những trận siêu cầu bóng đá thế giới của những ngôi sao nào thế giới, với những pha biểu diễn hết sức là đẳng cấp, hấp dẫn, với những màn có thể nói thì hình bóng mịn miều, với những pha bóng hấp dẫn đẳng cấp, và cũng như tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt của chúng ta, đúng không nào? Vâng, chúng ta đã trải qua những năm đại dịch rất là khó khăn, và kỳ World Cup lần này là kỳ World Cup mang đến một cái tinh thần, liều thuốc tinh thần rất lớn cho tất cả hàng tỷ người trên toàn thế giới, để chúng ta quên đi những nỗi đau của dịch bệnh, và chúng ta thấy được tinh thần thể thao sẽ giúp con người chúng ta gắn kết lại với nhau và quên đi những giây phút chiến tranh căng thẳng hiện tại đang diễn ra, đúng không nào? Vâng, hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 1 rồi, chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa thôi. 3 tuần để chúng ta chuẩn bị tinh thần để chúng ta chào đón World Cup lần này. Và thật ta được biết là Đài Truyền hình Việt Nam đã mua được bản quyền phát sóng của World Cup. Vâng, thật là kỳ diệu, đúng không nào? Vâng, chúng ta hãy cùng chào đón một kỳ World Cup màn nhãn đẹp mắt, thành công, và với những điều tuyệt vời nhất về công nghệ mà chúng ta sẽ được thưởng thức. Vâng, xin cảm ơn quý vị nhiều.